Xong là ai mua? Lăn sọng nó, lăn sọng những bên kia. Lăn là như thế, mình chúng ái cái biểu thay họ cưa thôi, mà cưa chưa. Lăn là sọng, tao sọng. Đó, thêm tao sợ. Thế bởi lên luôn. Là như mẹ hai đi không phụ rất dễ, rất phải khó khăn như thế. Nhưng mà nghĩ cách người ta làm thì cũng khó là khó cái nghĩ cách làm. Còn khi mà làm ra thì nói chung là 10 phút là họ một kiểu làm được rồi, nhưng mà để xấu thôi. Đó. Thì họ xem lúc xưa là họ đã có làm rồi, mà khi đó chú nhỏ nhỏ, chú 5-7 tuổi á, là chú thấy thì họ làm rồi. Nhưng mà làm thì họ thấy họ làm rồi, nhưng mà chú quan tâm thì vì lúc nữa là làm bản á, là không ai mua. Mà lúc đó làm là cái giấy là xấu, làm cái giấy là mềm, gọi là gì tạp thế, mỏng mỏng. Mà là họ nhuộm được, lúc xưa là họ nhuộm được, họ có biết nhuộm mó. Rồi mà họ làm là tơi chỉ trắng rồi, mà chỉ trắng hẳn được trắng nha. Mà họ làm xong là họ lấy cái tấm này, tấm tre này, mà họ dạng là họ cột gì á, buộc gì á. Chứ không có còn mấy, như dài còn sen, như vậy giống còn sen này, lúc xưa không có. Làm một lần nữa là được khoảng mấy cành sen rồi bạn? Cảnh như mình, mười cảnh mình làm là dù mình định là làm một cái hoa này. Chín vậy, một hoa không chín như vậy là mất khoảng mấy phút. Ngày chủ làm khoảng, nếu mà làm tất cả các công đoạn thì khoảng 20 cái. 20 cái làm coi như là không phải là cái giờ 8 tiếng, nó làm khoảng sáng hoặc chiều. Đến 10 tiếng, 11 tiếng. Mình bỏ xì cái một cái. Một cái chứ không bỏ 30 ngàn nữa. Để làm hoa.